nay con nấu cái này cho bà nè. Biết con cái này là cái gì không? Biết cái này cái gì không? Con nuôi. Con nuôi mà sao con này? Con nuôi này là gạo lứt. Vậy hả? Nên nó mới màu gạo lứt nè. Thấy con nuôi nó cũng bự vậy nè. Nhưng mà cái này là gạo lứt. Có thấy tròn nè. Cái này gạo lứt. Cắt cà rốt. Cắt cà rốt với củ cải trắng. Con sẽ nấu với súp cho bà ăn. Bỏ thêm đậu Hà Lan với bắp cho nó ngọt. Nấu với nấm. Ai có ăn đi này biết. Bữa nay ăn là biết sao không ăn. Có đám tiệc đồ chứ không. Ngày nào cũng đám tiệc được hết trơn. Dơ quá dơ. Con nuôi là có con sò, như con sò nhỏ nhỏ bằng ngón tay gì nữa mà ăn. Chứ cái này tao không có ăn. Thì hồi nấu ăn cho biết. Nhỏ cắn nhất quá. Dán đi. Đi đâu? Thì lại tới là nằm nầu tàu bò chuối đó. Ôi trời. Lượm dầu riêng. Có lượm được đồ trái nào không? Đi coi coi có gì ăn không. Bỏ nước vô. Chỉ có hai củ cà rốt mà nhìn thấy nhiều, hai củ cà rốt với hai củ cải trắng. Bỏ thêm. Kìa đó mình kìa.